Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny tiếp tục gửi đến cho bạn một thông tin khá là hấp dẫn về thương hiệu xe VinFast. Cụ thể, VinFast tiếp tục có doanh số ấn tượng trong tháng 10 vừa qua. Trong tháng 10 năm 2020, VinFast đã bán được tổng cộng 2.866 xe ô tô, trong đó có 1.851 xe Fadin. Và lần này thì VinFast Fadin đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, xếp sau Toyota Vios và Hyundai Accent các bạn nhé. Với VinFast Lux A 2.0, mẫu sedan đến từ thương hiệu xe Việt, bán được 653 xe và tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng E tại thị trường Việt Nam. Và theo VinFast thì Lux A đủ tầm để cạnh tranh cũng như xứng tầm với những mẫu xe tên tuổi trên thị trường Việt Nam như Mercedes-Benz E-Class hay là BMW 5 Series, những cái mẫu xe Đức rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Với VinFast Lux SA 2.0 thì mẫu xe này cũng tiếp tục có được một doanh số ấn tượng, mặc dù không tốt bằng so với tháng 9. Cụ thể, VinFast Lux SA 2.0 bán được 362 xe ra thị trường trong tháng 10 năm 2020, và đây cũng là một trong những doanh số cực kỳ ấn tượng và tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong lòng người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Sau tháng 9 tăng hoa, nhờ sự bứt phá mạnh mẽ của hai mẫu xe Lux, tổng số lượng xe VinFast bán ra trong tháng 10 vẫn rất ấn tượng, giúp 3 mẫu xe Fadin Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 vẫn duy trì được vị thế hàng đầu trong phân khúc của mình. Và để tiếp tục có được đà tăng trưởng ấn tượng thì kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, VinFast đã chính thức áp dụng bảng giá mới cho các dòng xe ô tô sau khi tích hợp các ưu đãi, phí trước bạ và quà tặng tri ân vào giá bán, giúp mang đến sự thuận tiện, đơn giản hóa trong thủ tục và tối ưu lợi ích cho khách hàng. Bên cạnh đó, VinFast vẫn tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ khách hàng độc đáo như miễn phí lãi vay, trả góp trong 2 năm đầu tiên, đổi cũ lấy mới, hỗ trợ thêm 50 triệu đồng. Sử dụng voucher VinHome để mua xe VinFast, miễn phí xe 6 tiếng trên một lần tại trung tâm thương mại Vincom, khu đô thị VinHome trên toàn quốc. Đặc biệt, VinFast đang tiên phong trong dịch vụ chăm sóc khách hàng khi áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 165.000 km cho hai dòng xe Lux, miễn phí cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành. Về cái bảng giá mới của VinFast thì mình cũng công bố một số cái mức giá như sau. VinFast bản tiêu chuẩn giá trả thẳng là 359.600.000 đồng, giá xe trả góp là 400 triệu đồng. Fadin phiên bản nâng cao giá xe trả thẳng đã bao gồm 10% chiết khấu là 389.200.000 đồng, còn giá trả góp áp dụng khi chọn gói 0% lãi suất trong 2 năm là 434 triệu đồng. Fadin bản cao cấp với giá trả thẳng là 426 triệu 600, còn giá trả góp là 474 triệu đồng. Với Lux A 2.0, phiên bản tiêu chuẩn giá trả thẳng là 928 triệu, trong khi trả góp là 1 tỷ 031 triệu. Lux A 2.0 bản nâng cao giá trả thẳng là 998 triệu, còn giá trả góp là 1 tỷ 116 triệu, chênh nhau hơn 100 triệu các bạn nhé. Với Lux A 2.0 bản cao cấp có giá trả thẳng là 1 tỷ 131 triệu đồng, còn giá trả góp là 1 tỷ 256 triệu đồng. Với Lux SA 2.0, mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi, cao cấp và rất hiện đại, có giá bán tiêu chuẩn là 1 tỷ 290 triệu đồng cho giá trả thẳng, còn giá trả góp là 1 tỷ 434 triệu đồng. Với bản nâng cao, giá trả thẳng là 1 tỷ 367 triệu, còn giá trả góp là 1 tỷ 519 triệu. Với bản cao cấp, bản Full Option, có giá trả thẳng là 1 tỷ 528 triệu, còn giá trả góp là 1 tỷ 697 triệu đồng các bạn nhé. Với giá trả thẳng thì các bạn sẽ được trừ 10% vào giá bán, có nghĩa là các bạn sẽ giảm giá ngay 10% nếu như các bạn trả thẳng 100% sau khi nhận xe. Còn với những cái mẫu xe trả góp khi chọn gói 0% và miễn phí lãi suất trong 2 năm đầu tiên thì mức giá nó sẽ tăng lên khá là nhiều các bạn nhé, khoảng vài chục triệu. Với Fadin tiêu chuẩn thì nó tăng khoảng 40 triệu, còn với Lux SA bản cao cấp thì nó tăng hơn 100 triệu, hơn 140 triệu các bạn nhé. Đó, hơn 140 triệu. Trong thời gian vừa qua thì VinFast cũng tiếp tục bàn giao những chiếc President đến tay các chủ tịch. Mới đây nhất thì mình có bắt gặp một chiếc President màu đen và các chi tiết màu vàng đồng. Ngoài ra thì có một chiếc VinFast President màu nâu, và hôm qua thì mình cũng bắt gặp một chiếc VinFast màu Deep Ocean màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Tại Cần Thơ thì cũng có một đại gia đã sở hữu cho mình một chiếc VinFast President với ngoại thất màu đen và kết hợp với những chi tiết kim loại màu vàng đồng cực kỳ ấn tượng. Nội thất bên trong thì đa phần vẫn là lựa chọn với cái màu da màu nâu, da Nappa màu nâu và gỗ ốp, gỗ veneer ốp màu sáng
Đó là một số cái thông tin về VinFast mà mình muốn gửi đến các bạn. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Cận cảnh mà màu xanh Deep Ocean trên chiếc VinFast Racing. Màu quá đẹp luôn các bạn. Chiếc này đi mâm 20 inch 7 chấu màu xám. Bồ nghe về. Lực rất mạnh luôn. Thank you.